Ngày hôm nay mình sẽ đi quay cho các bạn xem ở đây họ bán pumpkin nè các bạn. Tới hè lễ Halloween nữa, cho nên họ sẽ bán rất là nhiều đồ để mình có thể trang trí và mình chơi lễ Halloween. Ok, bây giờ mình mời tất cả mọi người cùng theo chân mình nha. Đây, về 3 đồng, 10 đồng 3 trái. Ồ, cũng bự á. 1 trái 15 đồng. Này 1 trái 15 đồng. Ồ, trái này bự quá. Bắp nữa nè. Một bó bắp là 8 đồng. Bó bắp để trang trí hả? Một trái 9 đồng. Ồ, trời ơi, trái này bự quá. Trái này thì trái này 8 đồng mấy? 15 đồng bự nè. Trái 15 đồng bự quá. 15 đồng 16 đồng. Trái 15 đồng. 3 đồng. 3 đồng nhỏ xíu nè. Có cái đống rơm nữa nè. Ủa đống rơm làm gì treo cửa hả? Lắm à. Đống rơm treo cửa hả? Lúa mạch chứ. Nó rải ra đó. Đi con, đi con. Rải vòng vòng với mấy cái công trình này. Nào, bắt mông cúc. Ừ, rồi, mấy bụi mông cúc đẹp quá à. Cúc đẹp quá. 15 đồng một bao chậu các bạn. Cái này 19 đồng. Cái này 19 đồng. Nè, trang trí bên này. Thấy rồi. Này trang trí nè. Bên đây hoa. Ủa này giống cải gì vậy? Giống cải ăn quá vậy? Phải không? Ông cải nè. Phải không? Nè anh, cải nè. Nó ra đỏ hết trơn phía trong. Này cải để trồng hay cải để ăn không chả biết nữa. Ủa mấy bụi cúc đẹp quá. Cúc cúc gì nè. Giống như cúc mâm xôi vậy. Giống cúc mâm xôi dễ sợ các bạn ơi. Đây bây giờ mình đi qua quầy bên kia. Đây, bây giờ qua tới cái khu mình này. Ôi bán cúc đợt này đẹp hơn Tết luôn anh. Mùa này sao nó bán cúc đẹp hơn mùa Tết luôn. Mùa Tết nó bán mấy bụi cúc không có đẹp gì trơn. Đây nè, ở trang trí phong kinh nè. Halloween nè. Rồi, không có lấy được. Rồi, bóc rồi. Đó. Đơn giản ha. Bán có gì nhiều đâu. Rơm nè. Bên kia nãy em tháng bông bông kình nhiều lắm luôn, nó chất nhìn đẹp lắm. Chất ra đẹp. Nè, đây nó bán mấy cây thông nè các bạn. Cây thông nhỏ nè. Để sắp tới là chơi lễ là sẵn chơi Halloween luôn á. Ờ à, ủa lộng Noel luôn. Đó, mọi người thấy không? Rất là nhiều. Cây này cây gì đây? Ờ cây này để trồng làm hàng rào các bạn. Xuân Mỹ hả? Ừ, bữa đi hái trái cây có thấy cây Xuân Mỹ. Cây Xuân Mỹ này bán 29 đồng 98 sen. 29 đồng. Có cái cây bông bông này nhìn mắc cười quá ha. Bông nhí 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 nhí. Mấy con chim với mấy con ong lại nó hút nó mật nè mọi người. Các bạn, bây giờ mình đi vô tới cái quầy trong này. Họ đã bán đồ Noel nè mọi người ơi. Các bạn, đó đồ trang trí Noel nè. Đó, bạn thấy không? Đẹp không? Đó, cái thông Noel nè. Rồi đồ trang trí quá trời luôn. Bây giờ bắt đầu họ bán rồi đó. Con đi. Đi. Trên này nè. Năm giờ Noel nè. Chạy. Ủa nó sợ hả? À, ở đây vậy nè các bạn. Rồi thân rồi ha, hai người thân rồi ha. Anh nào? Thân rồi. Nắm tay đi về thân rồi đó. Các bạn đi tới cái quầy dưới này á, thì họ bán đồ trang trí nè. Đó. Quá trời đường chó nè. Chó nè, sủa nè.
Anh đi sợ, em đi thám cái này anh đi sợ. Ok ok. Rồi xong, bây giờ đi về các bạn ơi. Mua xong rồi.